Phương tiện phòng hộ cá nhân có chức năng bảo vệ người mặc nếu chẳng may tiếp xúc với mầm bệnh, nhưng lại có rất nhiều bước thực hiện cần phải ghi nhớ và phải thực hiện đúng. Nếu chỉ sai một bước trong quy trình thì rất nguy hiểm. Hãy cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố điểm danh những lỗi sai thường gặp để không mắc phải khi chúng ta mặc phương tiện phòng hộ cá nhân nhé. Các lỗi khi đeo và tháo khẩu trang. Thanh kim loại cố định khẩu trang không ở vị trí sống mũi, dẫn đến hiệu quả cố định khẩu trang kém. Nếu sử dụng khẩu trang có hiệu lực lọc cao như khẩu trang N95 hoặc tương đương thì không đeo kèm khẩu trang y tế bên trong. Các lỗi khi mặc và tháo phương tiện phòng hộ cá nhân. Không tuân thủ đúng trình tự khi tháo bộ phòng chống dịch và vệ sinh tay, dẫn đến nguy cơ vấy nhiễm da và trang phục sạch bên trong. Không trùm mũ trùm đầu của bộ phòng chống dịch. Khi tháo găng tay, không tháo rời từng chiếc. Thao tác đúng là vừa tháo vừa cuộn mặt ngoài găng vào trong và thực hiện tháo hai găng liên tiếp nhau. Mặc bộ phòng chống dịch không kín để hở các phần da trên cơ thể như tóc, tai, cổ, cổ tay, mắt cá chân. Chú ý đến một số lỗi sai thường gặp, người mặc và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân sẽ có thể tự bảo vệ an toàn, kiểm soát lây nhiễm không chỉ cho bản thân mà còn cho người thân và những người xung quanh.